Kênh Văn hóa lịch sử mến chào các anh chị em. Người thật thà thường chịu thua thiệt, đó là câu nói mà mọi người thường dùng đến. Một điều cần nhìn nhận, trong một tình huống giống nhau, người thật thà lúc nào cũng bị đãi ngộ bất công hơn là người không thật thà. Ngày hôm nay, kênh Văn hóa lịch sử xin cùng quý thính giả luận bàn, tại sao Bàng Thống lại được lòng Lưu Bị hơn Triệu Tử Long? Trong Tam Quốc, Bàng Thống phải chăng là người thật thà? Chúng tôi xin nhường sự phê bình đó cho các quý thính giả. Trong Bàng Thống truyện có giới thiệu về Bàng Thống như sau: lúc nhỏ thật thà đần độn, chưa có ai biết đến. Sau khi trưởng thành, được Tư Mã Huy khen tặng hết lời, Thống là người xứng đáng mang danh hiệu kẻ sĩ vùng Nam Châu, nên dần dần tên tuổi được nhiều người biết. Bàng Thống là người thích đàm luận, nói nhiều. Nhưng khi khen tặng ai, thì thường khen tặng quá đáng, vượt hẳn tài năng của người đó. Mọi người thấy làm lạ hỏi ông cười đáp, hiện nay thiên hạ đại loạn, người thiện ít mà người ác nhiều, vậy muốn chấn hưng phong tục, muốn phát huy đại nghiệp, không đủ uy tín để mọi người ái mộ, mà không được ái mộ thì làm sao làm chuyện thiện được. Nay đề cao 10 người thì mất hết năm, nhưng được nửa số người đó biết tôn sùng, truyền bá cái tốt ở đời, để người có trí tự mình khuyến khích vươn lên, chẳng phải tốt sao. Xem ra, Bàng Thống rất thích nghị luận về người khác và thường bình luận quá sự thật. Nhưng lý do của ông là, nói tốt cho người ta một tí, để có lợi trong việc những người đó khích lệ mọi người chung quanh cùng tiến lên. Lưu Bị vào đất Tây Xuyên, cốt đoạt quyền Lưu Chương, nhưng khi Lưu Bị vừa tới nơi lại nghĩ ngợi đến việc khác nên chần chừ không chịu xuống tay. Bàng Thống ra sức khuyên lơn với những lý lẽ rành mạch. Khi Lưu Bị hành động theo kiến nghị của Bàng Thống và giành được thắng lợi, ông lại châm biếm Lưu Bị. Sự việc xảy ra như sau, mở đại hội tại bồ, bày rượu để cùng vui. Lưu Bị hỏi Bàng Thống, cuộc họp hôm nay có gì vui chăng? Thống đáp, chinh phạt nước người để làm vui, đó là một đạo binh phi nhân vậy. Lưu Bị đã say, giận nói, võ vương phạt trụ, trước thì ca hát, sau đó nhảy múa, vậy phi nhân chăng? Lời khanh nói không đúng, vậy mau đi ra ngoài. Thế là, Bàng Thống tuân lệnh đi ra ngoài. Lưu Bị cảm thấy hối hận nên mời trở vào. Thống trở lại chỗ cũ ngồi, không đáp tạ mà lại tiếp tục ăn uống tự nhiên. Lưu Bị lại hỏi, theo như lời của khanh vừa rồi, thì ai là người không phải? Thống đáp, vua tôi ta đều không phải cả. Lưu Bị cả cười, buổi tiệc lại vui như trước. Lời nói trên của Bàng Thống, nếu là ở cửa miệng của người khác, Lưu Bị chắc chắn không tức giận. Trái lại, Bàng Thống là người cố khuyên mình nên đánh Lưu Chương, chờ khi đánh xong lại lên tiếng bảo mình đánh như thế là không đúng. Vậy thử hỏi, Lưu Bị không giận làm sao được? Nhưng khi cơn giận đã qua, Lưu Bị đã dùng lời nói khéo léo để Bàng Thống tự mình nói một câu có tính cách kiểm thảo, nhưng câu kiểm thảo của Bàng Thống lại hết sức có ý nghĩa, cả hai vua tôi ta đều không đúng. Bây giờ, nói tới Triệu Tử Long, tức Triệu Vân, thì chúng tôi dám khẳng định đúng là một người thật thà. Triệu Vân hai lần cứu A Đẩu, và được truyền tụng như một giai thoại. Việc đó đều có thật trong lịch sử. Lần đầu tiên xảy ra vào năm Kiến An thứ 13, Lưu Bị bại trận tại Trường Bản, bỏ cả vợ con chạy về phía Nam. Triệu Vân không kể chi thân mình, xông vào cuộc chiến để bồng Lưu Thiện trở về. Lần thứ hai khi Lưu Bị vào đất Thục, phu nhân của Lưu Bị là em gái Tôn Quyền muốn mang Lưu Thiền vào Đông Ngô, Triệu Vân và Trương Phi dẫn quân chặn sông đoạt lại Lưu Thiền về. Mọi người xem hành động gan dạ của Triệu Vân qua việc chặn sông đoạt A Đẩu là một hành động oai hùng nên hầu hết đều khen ngợi. Nhưng thực ra, điều đáng khen ngợi hơn là bản lĩnh không sợ mất lòng ai của Triệu Vân. Lúc bấy giờ, khi vào Thục, Lưu Bị bố trí Triệu Vân ở lại Kinh Châu, mục đích muốn Triệu Vân trông chừng Tôn phu nhân. Tôn phu nhân nhỏ hơn Lưu Bị 20 tuổi, việc gả bà cho Lưu Bị, chẳng qua xem bà như vật hy sinh vì một nước cờ chính trị, vậy làm sao có tình cảm mỹ mãn được. Không vui, tất nhiên là bà sẽ gây chuyện này chuyện nọ, và một khi bà gây chuyện thử hỏi ai dám kiềm chế, ngăn cản. Tại sao Lưu Bị không bố trí Trương Phi, Quan Vũ trông chừng? Tôn phu nhân đối với Quan Trương là chị dâu mình, hai người hẳn không dám lắm lời, không dám ngăn cản. Triệu Vân buộc phải nhận nhiệm vụ này, làm sao tránh khỏi bị phê bình. Nếu ngày nào đó, Tôn phu nhân và Lưu Bị làm lành trở lại, nếu Tôn phu nhân dì tai nói nhỏ với Lưu Bị, Triệu Vân há chẳng phải là kẻ chịu đòn sao? Triệu Vân là người thật thà, nên nhận nhiệm vụ mà không hề nói một tiếng. Về sau, Quan Vũ do kiêu căng mà để mất Kinh Châu, Lưu Bị khởi binh đông chinh hỏi tội Tôn Quyền. Trong khi, Lưu Bị giận dữ, ngay cả thừa tướng Gia Cát Lượng cũng không dám can ngăn. Triệu Vân đứng ra can rằng, quốc tặc là Tào Ngụy chứ không phải Tôn Quyền, hãy lo tiêu diệt Ngụy trước thì Đông Ngô sẽ phục tùng thôi, không nên để yên Ngụy mà phạt Ngô trước, một khi trận đánh xảy ra sẽ không sao dàn xếp được. Lưu Bị không nghe, xuất binh Đông Chinh và để Triệu Vân ở lại Giang Châu, Vân muốn đi theo mà Lưu Bị không cho. Khi Lưu Bị bại trận, Triệu Vân là người đi cứu ông. Với một hảo ý như vậy nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt, Triệu Vân vẫn không hề nói một tiếng. Lưu Bị từng nói, Tử Long gan phủ mình, lời đánh giá đó cao biết bao, thế nhưng lại không ban cho Triệu Vân một sự đãi ngộ cao đúng mức của nó.
Bàng Thống khi mới gia nhập doanh trại Lưu Bị, khi bị bố trí chức vụ thấp liền ì ra không làm, thừa tướng phải đứng ra xin xỏ, và trong một thời gian ngắn, được đề bạt lên ngay. Riêng Triệu Vân cả đời vào sanh ra tử, công lao chồng chất mà chức vụ vẫn không được nâng cao. Thừa tướng cũng chẳng hề đứng ra nói một lời nào. Kênh Văn hóa lịch sử luận bàn. Từ góc nhìn hai nhân vật Bàng Thống và Triệu Vân mà xét thì câu nói, người thật thà thường chịu thua thiệt là có lý do. Đối với những người có thành tích thiết thực và tính tình thật thà, đa số đều không muốn khoe công và không muốn tranh giành. Do vậy, chỉ yêu cầu cán bộ nên biết chịu đựng trước sự thử thách do bất công tạo ra mà không giải quyết vấn đề, người thật thà thường chịu thiệt thòi thì chưa thể nói là người lãnh đạo đó hành xử công bằng được.